nó không bắt buộc. Nhưng mà bây giờ lại khác. Bây giờ là lúc nào cũng phải mong một mái ấm gia đình, đúng không? Đình thì không có hạnh phúc một cái là không có trả, chết rồi. À, anh nghĩ bây giờ phải có người để chỉ dẫn, để xây dựng, để góp lời, góp ý, góp công, góp của, góp được tất cả mọi thứ đều là vậy. Nhưng mà cũng còn có gì cũng như thế. Thế thì nên nghe ông hai cái điều đó. Vì nhớ là cái việc bán nhà ông vẫn phải nói bây giờ, nói lâu rồi, đúng không? Xác nhận với ông này. Nếu nghe ông không mất mấy trăm ngàn đóng mấy năm này, mỗi tháng hai mươi mấy ngàn hay là mấy trăm ngàn hay là gì nữa, mấy bốn năm là mỗi đóng phải tháng phải đóng hai trăm hai mươi mấy ngàn, phải không? Thế bây giờ bốn năm thì là bao nhiêu? Có đóng một triệu bạc thì chắc ít sao? Nếu mà cộng lại mà không được đồng lợi nào hết về cái nhà, cứ gây lên này. Mà ta biết là lúc cái vi nghị luận estimate là hai năm thì cái việc economic, cái việc kinh tế nó bằng mà ông mà no bốn năm mà chưa đi đến đâu, ông còn nói rõ trước mặt luận, trước mặt vi mà bốn năm chưa đi đến đâu hết. Bây giờ bốn năm thì là mất đi bốn năm làm tổng thống á, thế ông bút ông làm tám năm thì bây giờ sau muốn tức là cái nhà xuống gì thế mọi người mà vi với luận mà thôi cố đóng hai năm để giữ lấy cái sạch credit, bây giờ mình còn được bán chứ còn ông tưởng là nó tịch thu foreclosure là nó phải tịch thu, thì cái tịch thu ở đây cũng không phải là không làm ăn được. À, trước đây là ông bị nó cướp một cái apartment 100 unit, bên bây giờ không có nữa. Mà cái chuyện đó là vật chất, không này mà này. Cái việc hạnh phúc của con người là trên tất cả. Bớt chưa? Cái này không đâu, bây giờ phải bác sĩ chấm vào đây là chết. Thì bây giờ là nói vắn lại, cái việc đó phải làm. Như ông nói, có hai điều, ok hay là không ok, không phải làm. Nhưng mà nó có lợi chứ không có hại. Đây là một. Thứ hai, bây giờ đối diện với những cái chung con người, cái thằng vô trách áo ôm bây giờ, ông nói thẳng mặt như vậy, có gì đó. Thứ nhất thì sợ kẻ gồm, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thay. Nhưng mình có một cái tắt đi con, đã sao nó mất chụp hình hả? Không, không phải đó.